Israel và lực lượng Hamas đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza thêm 2 ngày với một số điều kiện về trao đổi con tin và tù nhân cùng các hoạt động viện trợ nhân đạo tại giải Gaza. Đây là kết quả từ những nỗ lực hòa giải của Qatar, Ai Cập và Mỹ. Thỏa thuận gia hạn đạt được chỉ ít giờ trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Israel và Hamas nhất trí kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 2 ngày, tức đến sáng ngày 30 tháng 11. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lập tức lên tiếng hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn tại Gaza. Đây là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn đưa tất cả các con tin ra ngoài, và đây là cách tốt nhất để đưa họ ra ngoài. Trong thời gian ngừng bắn bổ sung, hai bên tiếp tục thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân với cơ chế và điều kiện tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn 4 ngày vừa qua. Cụ thể, Hamas sẽ thả thêm 20 con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel sáng 7 tháng 10, ngoài số 50 con tin cam kết thả theo thỏa thuận ban đầu. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do bổ sung cho 60 tù nhân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên, bên cạnh số 150 tù nhân cam kết thả theo thỏa thuận do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian. Chính phủ mới của Ba Lan do Thủ tướng Mateusz Morawiecki, lãnh đạo từ Đảng Luật pháp và Công lý đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức. Ông đã đệ trình yêu cầu lên Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda để bổ nhiệm một nội các mới, trong đó phụ nữ chiếm đa số. Nội các mới bao gồm các chuyên gia, cả những người trước đây chưa từng giữ chức vụ chính trị và các chính trị gia chuyên về lĩnh vực tương ứng. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân thủ tướng có 14 ngày để trình bày chương trình của chính phủ và đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện của Quốc hội Ba Lan. Tổng thống Putin đã phê duyệt ngân sách liên bang, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong năm 2024. Khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024. Thu ngân sách liên bang dự kiến lần lượt đạt 393,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, 376,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 382,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Nga đang chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn nữa cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhà văn người Anh Charles Dickens nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học kinh điển, trong đó có tác phẩm A Christmas Carol, tạm dịch là Giáng sinh yêu thương. Ở những ngày này, khi đến với bảo tàng mang tên ông ở London, Anh, du khách có thể trải nghiệm không khí Giáng sinh trong tác phẩm sáng tác từ thế kỷ 19 của ông. Đây là địa điểm lịch sử gắn liền với nhà văn nổi tiếng Charles Dickens, nơi ông viết những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của mình. Ngôi nhà được trang hoàng bằng đồ trang trí Giáng sinh, tái hiện không khí của những bữa tiệc đêm thứ 12 huyền thoại của tác giả. Khi người ta nghĩ đến Dickens, họ thường nghĩ tới lễ Giáng sinh. Tôi cho rằng điều này thường phát triển từ tiểu thuyết A Christmas Carol của ông ấy. Đây vẫn là một trong những câu chuyện Giáng sinh phổ biến nhất mà chúng ta có. Tôi nghĩ rằng những cống hiến của nhà văn đặc biệt trong cuốn sách cần được tôn trọng và chúng tôi muốn tôn vinh điều đó tại bảo tàng. Các vật dụng nguyên bản, bao gồm lò sưởi và đồng thau trong nhà vệ sinh từ cuốn tiểu thuyết A Christmas Carol cũng đã được giới thiệu tại đây. Bảo tàng cũng giới thiệu các triển lãm mới liên quan đến Giáng sinh như bức chân dung của Dickens của Margaret Gillies.